Bây giờ sẽ là những thông tin dự báo thời tiết đáng chú ý. Thưa quý vị, đêm nay thì hai hiện tượng thiên văn kỳ thú là siêu trăng và mưa sao băng sẽ cùng diễn ra. Cụ thể như thế nào? Xin mời biên tập viên thời tiết Ngọc Vân. Vâng, Sơn Lâm, thưa quý vị, đêm nay sẽ xuất hiện siêu trăng cuối cùng trong năm và trận mưa sao băng Perseus cũng sẽ đạt cực điểm. Đêm nay mặt trăng sẽ lớn hơn và sáng hơn so với trăng tròn thông thường. Còn với trận sao băng Perseus, trong điều kiện lý tưởng, chúng ta có cơ hội thấy được 40 tới 50 sao băng mỗi giờ. Do hai hiện tượng này xuất hiện cùng lúc nên siêu trăng có thể sẽ lấn át hiện tượng mưa sao băng. Tại Việt Nam, khu vực có thể quan sát rõ siêu trăng là khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ do trời quang đãng. Còn ở Bắc Bộ thì nhiều mây ẩm và có mưa nên khả năng thấy trăng là thấp hơn. Thủ đô Hà Nội đêm nay cũng khó trông được trăng do mây dày và đôi lúc có mưa, nhiệt độ thấp nhất ở vào khoảng là 24 độ. Với thành phố Hồ Chí Minh đêm nay trời ít mưa và mỏng mây, mức nhiệt thấp nhất là 25 độ. Còn bây giờ xin mời tiếp tục chương trình Chuyển động 24 giờ.